Chiến trận dữ dội giữa quân đội người Kurds và nhóm nhà nước Hồi giáo ở Syria, tên tù Kobani, Syria. Chiến trận dữ dội giữa lực lượng người Kurds và nhóm nhà nước Hồi giáo IS đã làm rung chuyển Kobani, thị trấn biên giới phía bắc của Syria vào ngày hôm nay. Một video nghiệp dư được tải lên một trang mạng truyền thông xã hội cho thấy các vị trí tiền tuyến của IS bị pháo kích dữ dội. Lực lượng người Kurd đã giành lại quyền kiểm soát khoảng 70% của thị trấn Kobani, gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, sau khi đẩy lùi chiến binh nhà nước Hồi giáo đã vây hãm thị trấn này trong nhiều tháng. Một video khác được cho biết là được quay vào ngày thứ Tư, cho thấy các cuộc phỏng vấn với các chiến binh IS ngay tại chiến trường Kobani, khi chiến trận tạm lắng trong một thời gian. Một chiến binh ngồi cùng hai chiến binh khác bên trong một tòa nhà đổ nát, mô tả hạnh phúc của ông và các đồng đội cảm nhận được khi tiến hành cuộc thánh chiến tại thị trấn chiến lược. Người đàn ông này cũng đã là tuyên bố rằng quyết tâm của các chiến binh thánh chiến đã không bị ảnh hưởng bởi chiến dịch không kích do Mỹ dẫn đầu, và các chiến binh sẵn sàng chiến đấu đến chết để chiếm Kobani và áp dụng luật Sharia trong thành phố này. Trong một clip khác, một chiến binh IS được nhìn thấy nói chuyện trước ống kính ở một khu vực của Kobani, mà ông nói là tiền tuyến. Người đàn ông này cũng đề cập đến sự kiện, sự kiên nhẫn và quyết tâm của các chiến binh để chiếm thành phố mà họ đã bao vây trong hơn 3 tháng. Reuters không thể độc lập xác nhận nội dung của những đoạn phim này, được lấy từ một trang web truyền thông xã hội. Đài quan sát nhân quyền Syria cho biết, được hỗ trợ bởi các cuộc không kích do Mỹ dẫn đầu, lực lượng người Kurd đã có những bước tiến đáng kể trong tuần này so với các cuộc đụng độ dữ dội với nhóm nhà nước Hồi giáo ở phía nam của thị trấn. Thị trấn Kobani có tên trong tiếng Ả Rập là Ain al-Arab đã trở thành một biểu tượng trong cuộc chiến giữa nhóm cực đoan nhà nước Hồi giáo và những nhóm thù địch của họ ở Iraq và Syria. Các lực lượng do Mỹ dẫn đầu đã ném bom các vị trí nhà nước Hồi giáo xung quanh thị trấn này gần như là hàng ngày trong tháng 12. Đài quan sát nhân quyền Syria cho biết, các chiến binh người Kurd đang kiểm soát các vùng miền nam và trung của thị trấn cũng như hầu hết phía tây trong một khu vực trải dài lên đến biên giới. Nhóm này cũng cho biết là cuộc xung đột ở Syria đã làm chết 76.021 người trong năm 2014, gần một nửa là dân thường. Liên Hiệp Quốc cho biết hơn 200.000 người đã thiệt mạng trong cuộc xung đột Syria, bắt đầu từ tháng 3 năm 2011 với các cuộc biểu tình chống ông Assad và đã biến thành một cuộc nội chiến sau khi các cuộc biểu tình bị lực lượng an ninh đàn áp bằng bạo lực.